Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ăn thử trái lê vàng của người Hàn Quốc nha các bạn. Lê này á, thì được trồng bên nước Hàn Quốc, người ta đưa qua Mỹ người ta bán. Nhìn rất là ngon, tươi lắm. Một trái lê mình không biết ăn có hết không nữa, trái lê rất là bự. Thì một thùng như vậy mình mua 7 trái các bạn. Đó, 7 trái thì khoảng 27 đô la, là khoảng chưa tới 600 ngàn tiền Việt Nam nha các bạn, cái thùng của nó đó. Thì bây giờ mình cân thử một trái này cho các bạn xem nó mấy trăm gram nha. Thì mình để sẵn cái cân nè. Cái cân thời cổ xưa của mình đó, mình để sẵn đó, mình bỏ lên. Đó, đang ở số 0 nha. Hơn 7 lạng ha, hơn 700 gram. Wow, cái trái nặng quá ha. Đó đó đó, nhìn cái trái dễ thương chưa. Bỏ vô cái dĩa là nằm hết cái dĩa luôn rồi. Đó, hồi nãy thì mình đã cân một trái này thử rồi, bây giờ mình thử một trái nào đó, thử có cái số gram lớn hơn không ha. Đó, bây giờ mình thử trái này đi, xem trái này nặng bao nhiêu. Thấy trái này bự bự đó, thì mình bỏ lên đây ha. Đó, wow, 800 gram luôn các bạn. Hồi nãy có 700 mà, hơn 700 mà cái trái này bự hơn nữa. Trồng ra cái trái lê như thế này thấy đã quá ha. Bữa nào mình sẽ ra chợ dạo xem có bán giống của cái trái này không, mua về trồng luôn. Khi nào mà mình hái được một rổ như thế này chắc cầm mệt xỉu luôn các bạn. Trái nào trái nấy thấy cưng bự quá chừng. Vậy ha, bây giờ mình sẽ ngồi vô mình ăn rồi nói chuyện với các bạn cho vui nha. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ ăn thử trái lê này nha. Trái lê, trái nào trái nấy thiệt là bự nè. Đó, xin mời các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chấm trái lê vàng này với sô-cô-la hoặc với muối ớt để xem cái vị nào ngon hơn nha các bạn. Làm sao thấy mình được? Xin mời các bạn. Sẽ đổ sô-cô-la vô trong cái dĩa như thế này ha. Wow, nhìn ngon quá. Rất là ngon. Hiệu sô-cô-la này nè các bạn, mấy đứa con mình nó hay mua về ăn á. Ăn với kem hay ăn với trái cây gì cũng ngon hết. Rồi thêm một loại này nữa, loại này là mấy đứa con mình nó mua để ăn với cái bánh cupcake á. Rồi lâu lâu uống sữa cũng cho một vài giọt sô-cô-la vô, rồi quậy quậy lên uống sữa rất là thích. Nhìn dĩa sô-cô-la nè, nguyên cái trái này mình cắt ra ha. Đó, để đây. Ra con dao này nó quá nhỏ với cái trái này các bạn, biết cắt có nổi không nữa. Wow, dài. Nhưng mà cắt ok, cắt ra xem ở trong ăn có ngon không, bự quá chừng luôn. Wow, các bạn thấy không, mình cắt ra cái nước nó nhỏ xuống, nó trái lê này rất là nhiều nước, ăn một trái là chắc nguyên ngày khỏi uống nước. Rất là nhiều đó, nước ngọt ha, thơm. Thơm lắm các bạn. Wow, ngon chưa các bạn? Xin mời các bạn. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Ăn thử không chấm cái gì, ăn trước thử nó ngon như thế nào. Vị ngọt vừa phải. Ăn một cái là cảm thấy hết khát nước liền các bạn. Rất là nhiều nước ha. Giòn nữa, ngọt, ngọt thanh. Mình để vỏ ăn cho tốt, mình đã rửa sạch trái này rồi. Nhiều người người ta ăn á, người ta sẽ gọt hết vỏ, nhưng mà mình để vỏ ăn cũng ngon các bạn. Quá ngon. Ăn không ha, ăn không thử miếng. Khác hẳn với trái lê ở Mỹ các bạn. Lê ở Mỹ thì cái vị của nó có nhiều chua, nhưng mà cái trái ở trong này, cái ruột của nó đặc, chứ không có sốt như vậy. Cái này vừa sốt, vừa ngọt, vừa nhiều nước. Mỗi nước có mỗi trái cây, cái hương vị nó khác nhau. Cái nào cũng ngon, nhưng mà lâu lâu mình thay đổi, mình ăn mỗi cái nó đều có hay riêng. Thơm ha. Nó
thơm cũng nhẹ thôi chứ không có thơm, không có thơm nặng như trái cây lê của Trung Quốc. Mình đứng từ xa là mình đã nghe mùi thơm rồi. Đó, thì lê này là của người Hàn Quốc, không phải của Trung Quốc. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chấm cái miếng này với sô cô la. Nhìn cái trái này, cái ruột ở trong nó trắng. Đó. Bây giờ ở đây là chiều chủ nhật nha các bạn, khoảng 3 giờ rưỡi buổi chiều chủ nhật. Các bạn thấy ở trong cái ruột này thì mới nhìn hơi giống củ sắn nha các bạn ha. Củ đậu đó. Nhìn cái trái cũng bự ngang ngửa với trái củ đậu ha. Nhưng mà cái này là lê, khác, ăn nó khác hẳn vị củ đậu. Bây giờ mình sẽ chấm với sô cô la nè. Đó, sô cô la. Wow, không biết có ngon không nha. Chấm sao cho nó dính hết ha. Đó. Xin mời các bạn. Rồi, để mình ăn. Mình đi lấy miếng giấy. Chấm với sô cô la mình ăn á, mình cảm thấy cái vị sô cô la nhiều hơn là cái vị của trái lê, cho nên mình ăn không ngon hơn là chấm với sô cô la đó các bạn. Đó, chấm vô cái mình ăn chỉ biết sô cô la thôi, không có biết vị trái lê ở đâu hết, tại vì mùi của sô cô la này nó mạnh quá. Ăn cũng ngon, nhai kỹ thì cũng ngon. Wow, hôm nay cột hai cái sừng các bạn. Wow, hôm nay mình cột hai cái sừng, quay lại tuổi 18 lúc đi học cột hai cái sừng mặc áo dài. Bây giờ quay lại cột lại, lâu lâu quay lại cho nó vui vui chút xíu đó. Hơi khó ăn. Để ý cái miệng đừng có chua quá. Sô cô la thì rất là ngon. Nhưng mà mình nghĩ ăn không á, ăn không trái lê này sẽ ngon hơn, sẽ hưởng trọn được mùi của trái lê chấm với sô cô la. Sô cô la nó đánh tan mùi của trái lê hết trơn à. Bây giờ mình sẽ chấm muối xem sao ha. Chấm với muối ớt. Đó, mình chấm nguyên trái này mình cắn xem sao ha. Thích ăn nguyên trái đó, nó mới ngon. Đó, thử xem. Wow, nhìn này các bạn. Đó, nhìn giống cái miệng kia. Thấy chưa? Giống cái miệng đang cười nè. Đó, rất là dễ thương. Đó, ăn thử nha. Chấm với muối ớt cũng ngon. Nhưng mà mình nghĩ trái lê này như mình ăn không á, nó ngon hơn đó các bạn. Trái bự này không biết mình ăn tới ngày mai mới hết á. Bạn ơi, trái lê này thì mình nên ăn không? Thì rất là ngon. Mình chấm muối hay chấm sô-cô-la nó không còn cái vị lê nữa. Ăn không ok ha. Mm.
chút nữa mấy đứa con gái mình, mấy đứa con trai nữa, đứa con trai mình ép nó ăn trái cây nó không chịu ăn, các bạn tập tập từ từ, còn mấy đứa con gái mình á, mình cắt lát mỏng mỏng ra, chắc gọt vỏ thì cho con mình ăn. Chùi mua son đi ha các bạn ơi. Rồi chùi mua son đi rồi ăn tiếp. Mình ăn không biết có hết nửa trái không nữa, rất là bự. Trái này là 800 gram, mình ăn cũng gần nửa rồi đó. Wow, hấp dẫn ha. Bây giờ ở ngoài trời rất là lạnh. Mấy cây cối ngày hôm qua mình hái đó, hôm nay nhìn nó lạnh, nó yếu lá rồi nó gục hết xuống các bạn. Tội nghiệp mấy cây bầu. Cây bầu mới ra được có mấy trái đã gục hết trơn. Mấy cây dâu của mình nữa. Bây giờ lạnh xuống là cái lá nó màu nâu đó các bạn, giống như là bị phỏng lạnh đó. Nó bị cháy lạnh đó, nó nâu nâu. Cái bữa nổi tiết rơi nhìn tội nghiệp lắm, nắng quá thì cây cũng chịu không nổi mà lạnh quá cây cũng chịu không nổi đó. Các bạn ở Việt Nam cứ hỏi là ở Việt Nam mùa đông có trồng được cây dâu tây không, mùa đông thì trồng được đó các bạn, tại ở Việt Nam mùa đông mình thấy đâu có lạnh giống như là đông đá đâu, lạnh sơ sơ thì cây dâu rất là thích. Các bạn hỏi chị ơi chị bao nhiêu tuổi rồi, cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi? Mình 36 tuổi, sắp tới 36 tuổi rồi các bạn. Có người hỏi cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi mà cô già quá vậy cô? Chưa biết bao nhiêu tuổi mà biết mình già rồi cũng vui thiệt. No luôn các bạn, quá ngon luôn. Không biết cái hoa của cái trái này nó nở ra sao ha. Cái trái thì gần 1 ký, không biết cái hoa nó chừng nào. Cái trái bự thì hoa nó có bự không ta? Khi nào mình bấm lên online mình xem cái hoa của cái trái lê của người Hàn Quốc này nó bự như thế nào ha. Các bạn cứ hỏi chị ơi, cô trồng cây cối của cô bón cái gì mà cây trái ra quá chừng vậy? Mình không có bón một loại phân gì hết các bạn, chỉ là đất, mình lấy đất thường cũng được, hoặc là mình mua cái loại đất thóp soi, rồi mình trộn những rau quả dư thừa trong bếp nè, cơm thừa mấy đứa ăn, rồi những cái gì thừa, bánh trái thừa đó mình trộn hết vô, cứ một phân là bốn đất mình trộn vô mình trồng nó tốt như vậy đó các bạn. Nhưng mà mình trộn mùa đông á, mình lo mình trộn mình để sẵn tới tháng năm á là mình trồng, khoảng bây giờ mình lo mình trộn nè, mình để 6-7 tháng gì đó cái đất ở trong á nó hôi mục ra, rồi cái đồ ăn nó tan ra, nó ra trùng rất là nhiều, lúc đó mình trồng cây cối gì vô nó cũng tốt hết trơn á. Wow. Cắt ra ha. Hmm.
Mình ăn được nửa trái rồi nè các bạn, hơn nửa trái rồi. Wow. Vậy là mình ăn được 400g rồi. Công nhận. Ăn nhiều thịt đó. Bữa hôm mình ăn thử ớt chuông rồi tỏi tây rồi những hoa quả trong vườn. Mấy em nhỏ với là mấy bạn nói: "Cô ơi, sao cái bao tử cô nó rộng quá vậy, cô ăn nhiều quá." Ăn. Các bạn ơi, cái trái này tới 800g, mình ăn không có hết. Nhưng mà mình gói lại chút xíu nữa mình ăn tiếp nha các bạn. Ăn cái miếng này nữa là xong. Đó. Trái này mình ăn một ngày mới hết á. Sáng ăn nữa, chiều ăn nữa. Nước không à. Nó ngọt. Nó ngọt khoảng 50% thôi. Còn lại cái vị nó hơi có chút xíu lạc lạc, chút xíu chua. Đó, các bạn ăn thử là các bạn biết. Nhiều trái mình mua đụng thì nó ngọt. Nhưng mà mình ăn như vậy mình cũng thấy cũng ngon rồi. Nó mát miệng. Nó lạc là nó nhiều nước đó các bạn. Nó có cái vị nước nhiều, không phải lạc đâu. Cái trái nó dễ ngọt chút xíu chua rồi nước nhiều. Cái đường của nó ở trong này ít lắm nên nó hòa tan ra. Ăn không á, mình thấy ngon nhất. Rồi. Chấm thử miếng sô-cô-la. Wow. Sô-cô-la không nó ngon lắm các bạn. Ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi mình cắt mấy cái trái này từng lát. Còn cái này mình lấy cái giấy bọc thức ăn mình bọc lại để dành mình tiếp tục ăn tiếp cho nó hết trái này ha. Bây giờ mình ngồi tới đây mình sẽ cắt ra cho con mình một trái là ăn đủ rồi. Ba đứa ăn một trái ok ha. Còn tất cả mình sẽ bỏ tủ lạnh để dành ăn từ từ. Đó. Các bạn ơi, hôm nay mình đã thử trái lê vàng của người Hàn Quốc xong. Mùi vị ăn cũng rất là ngon. Rồi ăn vô một cái là khỏi uống nước luôn các bạn. Giải khát liền lập tức luôn. Rồi cuối tuần thì mình chúc các bạn vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Rồi mình tạm biệt các bạn đây. Hẹn các bạn lại những video sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.